Mình cùng bắt đầu vào bài học nhé. Trước hết, chúng ta sẽ ôn lại cấu tạo của bài văn tả đồ vật. Các con hãy cùng với cô nhớ lại cấu tạo của bài văn tả đồ vật nhé. Với bài văn tả đồ vật, gồm có 3 phần. Phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Ở phần mở bài, các con có thể lựa chọn mở bài trực tiếp, giới thiệu ngay vào đồ vật mà mình miêu tả, hoặc sử dụng mở bài gián tiếp, dùng chuyện khác trước khi dẫn vào đồ vật mà mình miêu tả. Ở phần kết bài, các con cũng có hai lựa chọn, hoặc là chọn kết bài không mở rộng, chốt luôn ý cho bài, hoặc là con chọn kết bài mở rộng bằng cách con thêm nhận xét, bình luận, đánh giá, suy nghĩ, tình cảm cho món đồ mà mình đang tả. Còn ở phần thân bài thì các con sẽ tả bao quát trước, sau đó tả toàn bộ chi tiết các bộ phận của đồ vật. Tất nhiên, con phải chọn những chi tiết tiêu biểu. Và những bộ phận nào nổi bật nhất, mang đặc trưng nhất của món đồ ấy thì con cần tả sâu hơn, kỹ hơn để tạo điểm nhấn cho bài. Như vậy, chúng mình vừa ôn lại cấu tạo của một bài văn tả đồ vật và phần dàn ý cũng sẽ được xây dựng theo mạch ý này, tuy nhiên sẽ cụ thể và chi tiết hơn. Chúng mình cùng xem lại phần dàn bài chung của bài văn tả đồ vật nhé. Với bài văn tả đồ vật, trước hết ở phần mở bài, như mọi bài văn miêu tả khác, các con sẽ giới thiệu đồ vật mà mình được tả. Gợi ý cho các con đó là đồ vật mà con sẽ tả là gì. Con cũng có thể đưa ra lý do con đã nhìn thấy hoặc con có đồ vật ấy khi nào, hoặc con có ấn tượng gì đặc biệt với món đồ ấy.